Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 9. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên vùng biển Bình Định tới Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60-75 km/h, giật cấp 10. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15 km, đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Trên khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị tới Khánh Hòa có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Ngoài ra, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng ven biển từ Quảng Trị tới Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên đất liền, không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn xuống miền Trung. Dự báo trong hôm nay ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa dự báo ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam là từ 30-60 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa là từ 50-120 mm, có nơi trên 150 mm. Đặc biệt với hoạt động mạnh dần của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, thì từ ngày mai 26 tháng 10, ở khu vực Trung và Tây Nguyên có khả năng tiếp tục xuất hiện một đợt mưa to đến rất to nữa. Với diễn biến mưa như vậy, thì lũ trên miền Trung tiếp tục duy trì ở mức cao. Cùng với đó là nguy cơ về tình trạng ngập úng hay là lũ quét và sạt lở đất vẫn sẽ kéo dài. Không khí lạnh và nhiễu động gió đông cũng tác động mạnh đến khu vực phía bắc của Tây Nguyên, khiến cho khu vực Kon Tum, Gia Lai hay là Đắk Lắk trong hôm nay cũng có mưa ở nhiều nơi. Trong khi ở khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng cũng như là toàn bộ khu vực của Nam Bộ, cục bộ vẫn có những điểm có mưa to đến rất to. Còn với miền Bắc, nằm giữa khối không khí lạnh khô nên hôm nay Bắc Bộ hầu như không mưa, trời hứng nắng nhẹ và khô ráo. Vì thế mà nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ đồng loạt tăng lên ngưỡng từ 24-27 độ. Riêng tại khu vực Tây Bắc có nơi cao hơn. Dự báo sẽ còn tiếp diễn ở miền Bắc trong vài ngày tới.